Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm loa nghe nhạc dành cho văn phòng vừa và nhỏ cũng như là các bạn sinh viên ha. Thì chất lượng âm thanh phải nói là theo mình đánh giá là cực kỳ ok luôn. Giá thành sản phẩm này thì nó cũng rẻ, thì nằm trong tầm giá trên dưới 400 nghìn nha các bạn. Rồi, cái loa này thì nó gồm một loa súp và hai loa vệ tinh. Thì công suất của cái bộ loa này là 16W nha các bạn. Loa siêu trọng này thì là 10W. Loa vệ tinh thì 3W một loa ha. Trọng lượng này chỉ 1 kg 3 thôi nha các bạn, rất là nhỏ gọn. Rất là phù hợp cho các bạn ở văn phòng vừa và nhỏ cũng như là các bạn sinh viên ha, nghe nhạc, xem phim, học tập này kia, rất là ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái bảng điều khiển chức năng. Thì đây các bạn thấy đây. Ở phía trên này là cái nút chọn phát bài. Nói chung là các bạn bấm vào thì nó sẽ phát nhạc. Bấm cái nữa thì nó sẽ tạm dừng bài bài hát ha. Rồi, ở dưới này bên trái lùi bài hát nha các bạn. Lùi bài hát. Rồi. Bên này là bài hát kế tiếp. Và cái phần quan trọng nhất đây. Cái này là chọn chế độ ngõ vào tắt nguồn. Nhớ bạn, ngoài nút tắt nguồn ra thì nó có chức năng là chọn ngõ vào. Thì cái loa này nó có hỗ trợ là qua phát nhạc qua Bluetooth nè ha. USB và thẻ nhớ. Nên là cái nút này sẽ là nút chọn các chế độ nhớ bạn. Một lát mình sẽ đi chi tiết vào cái phần chọn chọn nhạc nha các bạn. Rồi dưới này là cái volume, volume để tăng giảm nha, âm thanh nha các bạn. Tăng giảm âm lượng âm thanh. Rồi bây giờ đi qua bên này thì có một cái khe cắm thẻ nhớ nha các bạn. Và một cái USB, phía trên là USB ha. Ở dưới là thẻ nhớ. Thì các bạn lưu ý là cái định dạng của USB và thẻ nhớ là định dạng FAT hoặc FAT 32 ha. NTFS không nhận nha các bạn. Các bạn format định dạng đó và sau đó là copy nhạc vào. Thì nhạc mình là sẽ là file MP3 ha. Rồi, phía đằng sau lưng của máy thì cái dắt chỗ cái lỗ nữa này cắm cái dắt dây hai cái loa vệ tinh nha các bạn. Và đây là cái dây của hai cái loa vệ tinh ha. Dắt 3.5 các bạn sẽ cắm vào đây, cắm sát vào nha các bạn. Bình thường thì hai cái loa vệ tinh thì các bạn có thể để ở hai bên cái loa súp ha, loa chính hoặc có thể để lên phía trên cũng được. Rồi. Trên loa súp thì nó có hai cái dây, một dây này là dây nguồn các bạn. Cái loa này nó xài nguồn 5V ha, nên là rất là tiện lợi. Ngoài việc là các bạn có thể cắm vào trên laptop cái khe cắm USB các bạn, trên laptop hoặc là trên máy tính để bàn. Ngoài ra thì các bạn có thể cắm lên cục sạc dự phòng của các bạn luôn, rất là tiện lợi cho các bạn đi du lịch này kia, đi chơi ha, muốn có một chút âm thanh ha, một chút không khí nhạc thì các bạn có thể mang theo hát hát phát nhạc ngoài trời vô tư thoải mái. Và một cái jack 3.5 đi kèm theo, thì cái này các bạn có thể cắm lên trên điện thoại hay những cái thiết bị nào mà phát nhạc được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái USB, cái khe cấp nguồn này ha, lên trên cái cục sạc dự phòng của mình nhớ các bạn. Đây, mình có cục sạc dự phòng nhỏ nè ha. Bây giờ mình cắm lên cái cục sạc. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái nút chọn nhạc. Cái này quan trọng nhớ các bạn. Tại vì cái loa này nó có kết nối Bluetooth, kết nối qua điện thoại và có thể phát nhạc từ USB và thẻ nhớ. Nên là cái nút này sẽ rất là quan trọng cho các bạn để sử dụng nha. Rồi, các bạn muốn tắt mở nguồn thì các bạn sẽ bấm vào giữ nút này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nguồn lại, bấm giữ luôn. Các bạn lưu ý là khi bật tắt bằng nút nguồn á, loa sẽ phát tiếp tục ở chế độ trước khi tắt. Thí dụ trước khi tắt các bạn hát từ thẻ nhớ hoặc từ USB thì sau khi các bạn mở cái loa lại
thì nó sẽ tiếp tục phát ở chế độ này nha các bạn lưu ý ha. Khi ngắt kết nối cả USB và thẻ nhớ thì loa sẽ phát ở chế độ Bluetooth nha các bạn. Rồi, muốn thay đổi cái ngõ vào USB hoặc là thẻ nhớ hoặc là AUX á, Bluetooth thì các bạn có thể nhấn cái phím on up M này các bạn. Theo thứ tự là AUX, AUX là từ cái đầu cắm 3.5 các bạn. Bluetooth, USB và thẻ nhớ. Là bây giờ mình bấm thử cho bạn xem ha. Đang ở chế độ mở nguồn. Rồi bây giờ mình bấm qua. À xin lỗi các bạn, mình bấm tắt luôn ha, bấm mở lại. Bấm một lần thôi nha các bạn. Rồi, các bạn thấy đèn chớp ha, là ở một chế độ khác. Rồi, mình bấm một cái nữa. Các bạn nghe cái loa nó kêu kịch 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 đó các bạn. Để mình dặn vặn lớn volume chút xíu cho bạn dễ nghe ha. Mỗi lần bấm một cái thì loa nó kêu một cái bịch 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 bịch. Đó là đổi chế độ nha các bạn. Bây giờ để các bạn dò được chế độ Bluetooth thì cũng rất là đơn giản. Khi các bạn bật lên và các bạn nghe ngoài cái tiếng tút 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 đó. Đây, mình sẽ mở cái điện thoại của mình lên. Mình mở phần cài đặt lên ha. Rồi, Bluetooth đây. À, xin lỗi, mình mở Wi-Fi. Rồi, mình mở Bluetooth lên đây. Lúc này Bluetooth thì chưa có gì cả. Nếu mà mở đúng chế độ thì các bạn thấy nè, có cái phần sau mắc A700 nữa ha. Các bạn sẽ bấm vào. Rồi, đã kết nối. Đây các bạn thấy ha, thiết bị của tôi sau mắc A700 đã kết nối. Rồi, bây giờ mình sẽ mở phát nhạc lên nha các bạn. Mình sẽ vào YouTube nữa ha. Rồi, mở vào YouTube, mình mở lên nha các bạn. Tăng dung lượng cũng ở trên điện thoại luôn cũng được các bạn. Tăng giảm dung lượng âm thanh hoặc là cái nút volume nè. Rồi, nếu trường hợp các bạn mà muốn cắm thẻ nhớ vào, rồi mình tạm dừng lại ha. Bây giờ các bạn sẽ cắm thẻ nhớ vào đây bên hông bên tay phải của cái loa, các bạn cắm thẻ nhớ vào. Cắm vào thì nó sẽ ưu tiên hát trên thẻ nhớ hoặc là USB nha các bạn lưu ý ha. Nút tới và bài hát kế tiếp nữa ha. Lùi bài hát. Rồi, tạm dừng bài hát. Phát bài hát. Rồi, các bạn có muốn thích mà cái sản phẩm này thì có thể liên hệ qua Zalo 090 3968 225 để liên hệ mua sản phẩm nha các bạn. Giá tham khảo hiện tại là 420.000 nha các bạn. Nào, mà bây giờ mời các bạn cùng nghe âm thanh của loa sau mắc A700. Các bạn có thể cắm vào cái lỗ headphone ở phía trên laptop. Có thể cắm vào cái lỗ màu xanh lá ở giữa nữa các bạn, trên máy tính để bàn ha, ở phía đằng sau lưng của cái thùng servo của các bạn.
cùng màu nha các bạn, màu xanh xanh luôn. Hoặc các bạn có thể cắm vào cái lỗ headphone, cái lỗ tai thỏ ha, ví dụ của cái iPhone 5 của mình đó các bạn, nó có lỗ tai thỏ nữa, bạn cắm vào đây. Bây giờ mình bấm cái nút này next là chuyển bài. Tạm dừng bài hát, lùi bài hát, lùi bài hát. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Rồi, phải nói là một sản phẩm rất là tuyệt vời, các bạn có thể mua về để tận hưởng. Nhất là những bạn sinh viên, những bạn ở đi làm việc văn phòng vừa và nhỏ. Mình nghe bao phê luôn. Các bạn nào mà thích đi du lịch cắm trại picnic mà thấy cần có không khí âm nhạc thì có thể mang theo ha, bởi vì nguồn cấp là sạc dự phòng rất là tiện lợi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.